Cuộc lá cà mùa thu. Câu chuyện thứ ba. Bến Bình Ca mùa thu trên sông Lô. Sông sông Lô. Tháng 10 năm 1947, chiến tranh Việt Pháp bước vào thời kỳ quyết liệt, với bối cảnh lực lượng vũ trang Việt Minh vừa mới ra ràng và quân đội Pháp vừa được phục hồi với sự tiếp sức của phe đồng minh sau chiến thắng đệ nhị thế chiến. Với định tấn công tiêu diệt lực lượng Việt Minh tại đầu não chiến khu Việt Bắc, sau khi đã làm chủ đồng bằng Bắc Bộ, quân Pháp đã mở chiến dịch Lea Santur với quy mô rất lớn. Nhưng chiến thắng ở đồng bằng nhờ vào vũ trang hơn hẳn là một chuyện, còn trận thư hùng sinh tử ở vùng cao Việt Bắc với sông Lô, sông Gầm và núi rừng trùng điệp Hoàng Liên Yên Thế lại là một chuyện khác. Thế nhưng trong phạm vi câu chuyện này, người viết xin để cuộc thư hùng lịch sử của các chiến tướng Jean-Antoine Valli, Jean-Louis Salan, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Trần Tử Bình, Tạ Xuân Thu ở vị trí kính nhi viễn chi. Ở một góc nhìn khác, cũng trong tháng 10 năm 1947 đó, Tuyên Quang, Bình Ca đã có dấu chân của hai văn nhân, ngài Tố Hữu và nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. Nếu ngài Tố Hữu ghi danh với tác phẩm Ta Đi Tới viết năm 1954 với hai câu Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát, chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca, thì nhạc sĩ Văn Cao đã để lại một tác phẩm bất hủ, Trường Ca Sông Lô, ngay trong năm 1947, công bố trên báo Văn Nghệ năm 1948. Nhạc sĩ Phạm Duy nói về Trường Ca Sông Lô trong hồi ký của mình như sau: bài Trường Ca Sông Lô của Văn Cao là một tác phẩm vĩ đại. Thằng bạn này vẫn là một kẻ khai phá. Nó là cha đẻ của loại trường ca. Về hình thức, bài của nó chẳng thua bất cứ một tuyệt phẩm nào của loại nhạc cổ điển Tây Phương. Nét nhạc của trường ca rất khỏe, rất tươi sáng, nhịp điệu vô cùng phong phú với những chuyển đoạn rất tài tình. Bài này đánh dấu sự trưởng thành của tân nhạc Việt Nam. Ông Phạm Duy cũng cho rằng trường ca sông Lô phải là đỉnh cao nhất của nhạc kháng chiến nói riêng và của tân nhạc Việt Nam nói chung. Trong dòng hồi tưởng đó, và cũng trong một ngày tháng 10, trong một sáng mai đầy sương thu và gió lạnh, theo lời của nhà văn Thanh Tịnh, mình đã tìm về bến Bình Ca. Nếu ngày xưa bến Bình Ca là nơi trọng yếu nối hai vùng cửa ngõ của Đông và Tây Bắc Bộ, thì bây giờ nhờ có cung đường An Hòa và cầu An Hòa nối quốc lộ 2 và quốc lộ 37, nên bến Bình Ca hầu như không còn vai trò gì trong giao thông. Chiến tranh đã đi qua, bao nhiêu con nước của thập vạn đại sơn từ Vân Nam, của Bàn Long Giang, qua Thanh Thủy, Vị Xuyên, rồi Bình Ca, Đoan Hùng, Việt Trì, sông Lô đã hòa nước sông Hồng trôi mãi mãi về Đông, chưa một lần trở lại. Mà anh linh của các tử sĩ của trận thư hùng ngày xưa trong buổi sớm sương giăng heo mai này, sao chừng vẫn còn âm u trong gió. Xuân vui bóng người quanh lửa hồng, nên khô trơ than sáng bên chìm đợi ơi. Đất Việt, dân Việt, với thật nhiều địa danh mang khát vọng thanh bình: Bình Ca, Bình Lư, Bình Liêu, Hòa Bình, Bình Chánh, Bình Dương. Thế nhưng chiến tranh và hòa bình mãi cứ là như hai mặt của một nhất thể bất khả phân ly. Trong buổi sáng đầy heo mây và gió lạnh, lại chợt nhớ hai câu thơ xưa: Phong tiêu tiêu hề dịch thị hàn, tráng sĩ nhất cứ hề bất phục hoàng. Bao nhiêu khi khách sang sông lạnh, đường mãi không về nước mãi xuôi. Mình chia tay Bình Ca trong một nỗi niềm miên man như thế. Tin về đồng lúa treo mừng, súng trong bao hương đau, mừng mùa chiến thắng.